Tại sao con khóc? Ông ơi, cám đổ hết vỏ tôm cá của con rồi mà bây giờ trời sập tối vì con bắt không có kịp. Ông giúp con đi ông là về gì đánh con chết ông ơi. Thương con quá, vậy thì bây giờ ta sẽ tặng cho con một người bạn. Hey, ông, con là con đi bộ ra đây đó, chứ không có hê gì đâu. Thì nãy giờ tao biến phép cho nó kim tím lấp la lấp lánh đó. Dạ cái đó kỹ xảo người ta làm. Thôi tao đính đi. Ai vậy ông? Đây chính là con bông. Ông kỳ quá à. Đi bộ ra mệt mà ông giới thiệu có trân trọng con gì hết trơn á. Thời buổi bây giờ xã hội giới tính linh hoạt, ông giới thiệu con thêm cái chữ cá cho nó trân trọng đi. Ông giới thiệu bông. Tại cái tên con tên bông thôi. Mệt ghê à. Cá bông. Dạ vậy con mang con cá nó về làm gì ông? Khi mà con mang cá bóng này về, con hãy để nó xuống giếng và nuôi nó làm bạn. Nhưng một thời gian sau, dì Nghĩa sẽ vớt lên mà ăn. Nhưng con đừng vội buồn, con hãy lấy xương cá bóng chôn vào bốn chân giường. Lúc đó xương cá bóng sẽ hóa phép cho con trở nên xinh đẹp để trở thành vợ của thái tử. Trời đất ơi, kể hết câu chuyện luôn. Thì bây giờ kể cho nó biết trước đi, mai mốt mới tới cái chuyện đó nó không buồn nó mới khóc nữa. Ta khỏi biến ra, lớn rồi nó có tuổi chứ mày. Nhưng mà ông buộc tại sao ông không giúp đỡ con vậy? Gì? Đáng lý nè, à, giờ bé Tắm phải nuôi tôi rồi phải cho tôi ăn cho mập mình. Rồi bắt đầu bà mẹ bà mới thấy, bà mới vớt lên rồi đem về kho. Kho xong ăn thịt cái con cá bóng rồi lấy xương bỏ vô trong hũ. Để 7-7-49 ngày đem lên nó thú quắc ở trển nữa. Chứ giờ sao? Giờ muốn bé nó đẹp đúng không? Ừ. Tặng cho bộ gương thị đẹp từ đầu tới chân luôn. Ờ ha. Vậy thì đâu cần ai phải chết, đâu cần phải chôn xương cá bóng nữa. Đúng rồi, sẽ không có món cá bóng kho tiêu. Đúng rồi, con rất là thông minh. Vậy thì bây giờ ta sẽ tặng cá bóng cho con làm bạn mãi luôn nha. Hey. Dạ con cảm ơn ông. Còn đây là bộ mỹ phẩm hương thị, hãy dùng nó và trở nên xinh đẹp con nha. Dạ con cảm ơn ông. Mẹ cám nhìn ác vậy chứ lần đầu ăn ngon à. Ông ấy cái gì vậy? Ủa cá bóng đang bị ăn dưới đó rồi sao ngồi đây? Cái đó chỉ là cái xác của cá bóng thôi, còn cái hồn ngồi đây. Vậy là xuất hồn rồi ha. Dạ. Đi đầu thai đi con. Không. Sao hả? Con không cam tâm. Mắc gì không cam tâm? Tại sao mình đã tặng một bộ mỹ phẩm hương thị rồi mà bây giờ con vẫn bị kho tiêu? Tại vì cái câu chuyện cổ tích là bắt buộc cá bóng nó phải ăn vậy, hiểu không? Đâu có thay đổi câu chuyện của người ta được. Cá bóng là phải bị ăn. Rồi ăn xong rồi bây giờ bỏ xương vô bốn hũ chôn bốn góc giường. Bây giờ không có chôn bốn góc giường nữa. Chưa nói đâu. Nhìn kìa. Ôi trời ơi, vậy là con nằm trong bụng con chó hả? Nằm trong bụng con chó chỉ là giai đoạn đầu thôi. Sau đó cái xương của con trong bụng con chó nó sẽ chuyển hóa thành một cái lỗ vật chất, nó đi ra thành một cái cục đó. Ôi trời ơi, cái ghê quá ông ơi. Thì cái số kiếp con nó vậy rồi chịu đi. Ông ơi, nhưng mà con thắc mắc quá, nhà ba người con Tắm đâu? Con Tắm nó xài bộ mỹ phẩm hương thị vậy nó đẹp quá, nó được đi theo thái tử rồi. Hai mẹ con buồn quá với cá bóng lên ăn đó. Ôi mày đi đầu thai giùm tao cái đi, mình nói thàm quay. Ông mà nếu có đầu thai thì kiếp sau của con phải làm một cái gì đó mà có ích cho đời. Nếu như con muốn kiếp sau con trở thành một cái gì đó có ích cho đời, ta sẽ tỏa nguyện cho con. Hương thị, bộ mỹ phẩm giúp ích cho đời. Nụ cười có việc hương, sắc đẹp có hương thị.